em. Nay xe anh Hùng lại đi chở chúc mọi người nhé. Đấy. Mình đi xích. Tời nhá mọi người. Tời hết. Chả có món nào không phải tời hết. Kia tụt xuống này. Thôi, trời mưa nhiều toàn cầu tời thôi. Đấy, lại bốc đầu rồi. Ủa, thông tung là thông cũng thông thông nước là cầu tơi đấy mọi người. Này nhẹ em à. Nhẹ như lông chim thôi. Kéo xuống. Đấy, lúc này mình lái chuyến là bị như này này. Tăng tàu. Vậy. Vậy vậy vậy. Ba người. Hai cái hố cắm sâu một tí đi, chuyển hướng nhá. Hình này đi sẽ kéo được bác bật tay kéo là kéo thế này nè. Thế ta mình tốt tế như này bưởng thế ha. Thế mà hỗ trợ chứ này tôi nè. Ê ô, bán thì cho em làm ta lô. Ơ, lại xuống chỗ cũ rồi. Trời ơi, mình lại bị mắc chỗ kia. Không quá. Làm con gì bố lỡ tao mình xuất à. Ờ hơi ngáo gì à. Chủ yếu là đi quay video thôi mà anh em. Đúng cái hố luôn. Ê, tụi tây bác. Nhộn lắm các bác ạ. Tăng phép tài nhỏ hả? Đen hồ tài nhỏ hả? Bác cái đen hồ cấm vượt chiến luôn đấy. Tao hết tư hồ. Hả? Tao phải... Tao hả lâu? Tao phải gieo mình. Không hiểu. Toàn bốc đầu.
có đèn hậu. Tớ đẹp trai đấy nhở, thế tao vào YouTube đến rửa thế nhở. Đảo to lái đi, cố lên nào, các bạn kéo cát tay đi. Ô, không được đâu. Chia tay cả. À, bánh trên rồi. Sắp bốc đầu rồi. Đấy. Chạy hơn 2 năm vẫn còn ngủ ngon lắm anh em ạ. Nhát bị chạy mày có tiêu quá. Cả hát tiêu quá. Thế chồng này bây giờ thước tôi nè. Hả? Để tao thả vươn thì xịt tới tôi mì à. Đấy, phải chuyển hướng nữa. Lên đi. Một đoạn cũng mất 20 phút làm anh em. Mắc rồi đấy. Tình phút là chuyển cáp đoán trên coi khoảng nào. Đây, mặc ngay. Chuyên nhiệt. Thôi nhá. Nó kéo bữa nay nhô. Quấn chiếc cáp á. Hả? Ôi, con nó cạnh chê đó. Nó kéo. Nó kéo. Này. Ủa mà nó rơi vào tên đấy nè. Lái đi. Mình đi kia mình đi. Em bướn chết nó to lắm. Bang bang bang. Bang à. Tôi có hạt tình trải. Thế hiểu mày ní. Cuối cùng cũng lọt đường rồi. Nhục nhè. Các bạn ạ, nhục lắm. Đấy. Chân quá các bạn. Sao lại đi vào đây, tí mắc. Xong rồi. Ồ. Ơ. Thân to kia. Dưới hết một thân to. Đèn hầu vẫn sáng một cái mà, bên kia chết thôi. Bên này còn số mà. Ôi giời. Toàn mài lốp không chứ. Có phải lái xe đâu, toàn mài lốp thôi anh em à. Ây da, lại còn cho mình kẻ đấy nữa chứ.
อ๋ออ๋ออ๋ออาตังนี่เนี่ยเย้เย้เย้โอ้โหbằng gương thôi anh em ạ. Bây giờ mình đi con này về. Đấy. Đợi bác nó thôi. Tôi được gọi thêm. Cáo này mất đa nha mày, toàn sắt vốn nè. Chín Bắc Ninh này. Mày điều, mày cọc tiêu. Ừ. Ok.